Sách Sáng Thế Ký, chương 50. Joseph khóc Jacob. Joseph ngã mình trên thi hài cha mà khóc và hôn người. Rồi Joseph ra chỉ thị cho các y sĩ đang phục vụ mình phải ướp thuốc thơm cho cha, cho xác Israel cha mình. Các y sĩ niệm ướp thuốc thơm cho cha, cho thi hài suốt 40 ngày, vì đó là thời hạn ướp thuốc thơm cho xác chết. Dân Ai Cập khóc Jacob 70 ngày. Khi các ngày than khóc đã qua, Joseph thưa với triều đình Pharaon: nếu tôi được ơn trước mặt các quan, xin hãy tâu dùm lời này lên Pharaon: thân phụ tôi có bảo tôi thề, ta sắp qua đời, con hãy chôn ta trong ngôi mộ ta đã đào sẵn ở xứ Canaan. Bây giờ xin cho phép tôi lên xứ ấy để chôn cha tôi, rồi tôi sẽ trở về. Pharaon bảo: ngươi cứ lên chôn cha ngươi như lời người đã bảo ngươi thề đó. Vậy Joseph đi lên chôn cha mình. Tất cả triều thần của Pharaon cũng đi theo, các quan lớn trong triều và các nhân sĩ Ai Cập, toàn thể gia đình Joseph và các anh em người và gia nhân quyến thuộc của nhà cha mình trong khắp xứ Gô-sen, chỉ còn trẻ con với các bầy bò, bầy chiên ở lại mà thôi. Công xa và các đội kỵ binh cũng cùng đi theo Joseph. Thật là một đoàn người rất đông đảo. Đến sân đạp lúa của A-tát gần sông Giô-đanh và khóc than cay đắng. Tại đây, Joseph cử hành tang lễ cho cha mình suốt 7 ngày. Dân Canaan, tức là người bản xứ, thấy tang lễ tại sân đạp lúa của A-tát thì nói: người Ai Cập cử hành tang lễ thật long trọng. Vì thế người ta gọi địa điểm này gần bên sông Giô-đanh là A-ben Mikraim. Các con trai Jacob làm theo điều cha mình truyền bảo. Họ đưa thi hài về xứ Canaan và an táng người trong hang đá tại cánh đồng Mạc-bê-la gần Mamre. Abraham đã mua hang đá ấy luôn với cánh đồng của Hebron, người Hê-tít làm mộ địa. Sau khi an táng cha mình, Joseph quay về Ai Cập với các anh em và tất cả những người đi theo ông dự lễ tang. Joseph trấn an các anh. Các anh của Joseph thấy cha mình đã mất thì nói: nếu Joseph giữ mối căm hờn và báo trả chúng ta về các việc chúng ta đã làm cho nó thì sao? Họ sai người thưa với Joseph: trước khi qua đời, cha có ra chỉ thị này: các con hãy nói với Joseph: cha xin con hãy tha thứ tội ác của các anh em con và những tội họ đã phạm khi đối xử tàn tệ với con. Bây giờ xin con hãy tha thứ tội lỗi cho các đầy tớ Đức Chúa Trời của cha. Nghe lời ấy, Joseph khóc. Lúc ấy, các anh Joseph cũng đến quỳ mọp trước mặt người mà nói: các anh đây là lô nệ của em đó. Nhưng Joseph đáp: xin các anh đừng sợ, tôi đâu dám thay thế Đức Chúa Trời. Các anh có ý làm hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại dụng ý làm điều ích lợi để tọa, để hoàn thành mọi việc đã qua, tức là cứu mạng sống của nhiều người. Vậy xin các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh. Joseph trấn an các anh và nói chuyện dịu dàng với họ. Joseph qua đời. Joseph cùng gia đình mình cư trú tại nước Ai Cập, người hưởng 110 tuổi. Thấy được con cháu Ép-gia-im đến đời thứ ba và nâng niu trên đầu gối mình. Các con của Mica, con trai Manasse, khi chúng mới sinh ra, Joseph bày tỏ cho các anh em: tôi sắp qua đời, nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ đến cứu giúp các anh em và đưa các anh em ra khỏi xứ này để quay về xứ mà Ngài đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob. Joseph bảo các con trai Israel thề rằng: chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ đến cứu giúp anh em. Lúc ấy, anh em phải rời hài cốt tôi ra khỏi xứ này. Vậy,
Joseph qua đời lúc được 110 tuổi. Người ta lấy thuốc thơm ướp xác rồi niệm trong một chiếc quan tài tại Ai Cập.